Dù đang trong giờ dạy học nhưng cô gái đã giả vờ làm rớt chiếc bút để cúi xuống lấy cây kem ăn một miếng rồi quay lên lại. Thấy học sinh không để ý gì vậy là cô giáo đã cúi xuống và ăn tiếp như thường lệ. Và không biết ông nào cấp cho cô giáo cái bằng dạy học nữa chứ thấy chưa kịp lớn đã phải làm cô giáo rồi.